Chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha Thì hôm nay thì Nam cũng đang đứng tại miếng vườn chanh không hạt nha quý con Thì nhiều bà con nông dân của chúng ta có hỏi Nam là Giai đoạn này thì chúng ta xử lý làm bông chanh không hạt được hay chưa Thì giai đoạn này là cũng rơi vào tầm khoảng là bữa nay là Rằm tháng 7 rồi quý con Thì giai đoạn này là bắt đầu là Nam sẽ tiến hành là tạo mầm Tạo mầm hoa cho cái cái chanh không hạt nha quý con Thì bước đầu tiên thì Nam sẽ À, cho tưới gốc cái mười sáu mười và cái lăng tám thì à, một à, ký mười sáu mười cộng thêm một gói lăng 89 thì pha là tứ cho tầm khoảng được 30 đến 4 30 đến 35 gốc chanh nha quý con. Thì tạo mầm cho nó bằng ở dưới hình thức là dưới gốc nha quý con. Tứ ở dưới gốc thì một cây vậy mình tưới có thể là 10 đến 15 lít nước không chừng. Thì chúng ta tưới tạo mầm ở dưới gốc xong rồi thì 7 ngày sau thì chúng ta sẽ phun tạo mầm hoa ở trên cái dàn đọt, dàn lá. Thì phun thì Nam sẽ phun cái công thức đó là gì? Cái 10 60 10, 10 lăng 89 và cái em MKB cử đầu tiên là pha khoảng 200 lít nước cho một bộ ba đó nghe quý con thì 7 ngày sau thì Nam sẽ phun là cái bộ ba nhưng mà Nam sẽ cộng thêm cái chai chặn đọt vô nữa để nhằm mục đích là gì cho nó ức chế ức chế lại nó không bị xì đọt nữa quý con thì phun thêm cử ba nữa là nghĩa 7 ngày sau chúng ta phun thêm một cử nữa là 16 10 10, 10 10 MKB lăn 89 với chai chặn đọt nữa nha là ba cử có nghĩa là mình tưới ở dưới gốc một cử phun ở trên lá ướt mặt trên và ướt mặt dưới là cho nó nhũ làm đập đập luôn là phun chùm nam ba cử cách nhau khoảng 7 ngày hoặc là 6 ngày chúng ta tưới vẫn được nha quý con thì khi mà chúng ta tưới xong rồi thì quý con nông dân có hỏi nam là phá lá thì nam sẽ phá hình thức như thế nào là cách thức phá như thế nào thì cây chanh đó thì chanh không hạt hay là chanh bông tím chẳng hạn đều sử dụng cái công thức đó đều được nha quý con nhưng mà chanh không hạt hay chanh bông tím chúng ta phá lá thì chúng ta cũng phải phá ít thôi có nghĩa là phá từ nửa cây đảo xuống thôi gần nửa cây đảo xuống thôi đó. phá lá thì nam sẽ phá theo cái công thức đó là gì ờ, một hũ phá lá cộng cho một ký thiêu ghê nam pha là 200 lít nước là bắt đầu chúng ta phun là vừa vừa xé được cái miên trạng vừa gụng lá luôn nha đó đó là cái cách mà nam gọi là phá lá thì khi mà phá lá xong rồi thì khoảng 7 ngày sau thì quý con nông dân của chúng ta thấy nó nhú cái mầm hoa nó nhú nhú, nhú đi tì, tì tì ra thì xong bắt đầu là nam sẽ tiến hành là gãi phân gãi phân vào thì gãi giai đoạn này nam chỉ cho gãi là cái hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái vuông mát băng và nam cộng thêm là cái thằng ba số 16 năm gãi một góc tầm khoảng từ ký gửi cho đến 2 kg thì khi mà gãi xong rồi thì bắt đầu là khoảng từng lễ sau thì bắt đầu nam sẽ phun kéo bông phun kéo bông và phun kéo bông thì nam sẽ dùng đó là cái sản phẩm là ga hoa đồng lọt cộng với cái chai siêu giọt hoa 79 với cái chai là siêu bo với thằng amino combi 79 với thuốc sâu là phun phủ lên lá để kéo bông ở dưới thì nam sẽ cho phun lại ở dưới thì nam sẽ cho tưới cái dòng xô đó là cái xô kéo bông cộng với cái humic nha quý con cải tạo lại cái hệ rễ lại mới lại cái hai nữa là kéo cái lượng bông cho nó ra cho nó được bông chúng ta nó ra được chùm nha quý con thì đây hôm nay thì nam cũng đang đứng tại miếng vườn chanh để xem thử đây cái cái vườn chanh của ông anh như thế nào xong rồi bắt đầu là nam sẽ tiến hành là ừ, tạo mầm đó tạo mầm luôn à, tứ uh, tạo mầm cho cái cây chanh thì giờ quý con nông dân mình biết á chanh á nguyên lý chanh á là khi mà chúng ta tạo mầm á đúng không tạo mầm thì quý con nông dân của chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng là gì là cái lá này nè mình tạo mầm được ba cử phun cái lá này nè nó phải mo lại như thế này nó mo lại nè khi mà chúng ta bóp cái lá rồi nhiều khi cái lá của chúng ta nó giòn luôn nha nhưng mà quên nữa một điều lưu ý nữa quý bà con nông dân của chúng ta khi xử lý làm bông chanh đó là phải tháo nước ra dùng cho nam nha mình tưới gốc 16 10 60, 10 với hình lăng 89 xong rồi thì qua ngày hôm sau xả nước nhẹ lạnh cái là bắt đầu rút nước trong mương cho nó cạn luôn như nước này nè rút cho nó cạn xuống đáy mương luôn càng tốt nữa con thì rút xong rồi quay ngang bắt đầu là chúng ta sẽ phun tạo mầm đó thì cây chanh thì nói chung là quý con nông dân chúng ta càng siết nước thì càng tốt thôi chứ không gì hết tại vì cây chanh mà chúng ta không siết nước là nó sẽ không có ra bông nổi đâu nè quý con nông dân thấy không chanh mà dạng chanh công hạt mà chanh chùm á trái nó rất là nhiều trái cho miền chùm nè hàng năm thì giai đoạn này bắt đầu là rất là nhiều bà con nông dân ở Long An nè rồi ở hậu Giang nè cái chanh nè hậu Giang rồi Tiền Giang làm bông chanh cũng khá là nhiều quá cái đoạn này nè mùa này thì nó sẽ có hiện tượng đó là bị cái nhện đỏ hẩm gài mưa mưa nắng nắng đó, quý con thì bắt đầu nó có hiện tượng là xuất hiện nhện đỏ gây hại trên cái vườn chanh hay là vườn bưởi của chúng ta rất là nhiều luôn bởi vì ra chú ơi, quý con nông dân chúng ta chú ý giùm cho nam cái vấn đề nhện đỏ đây đây mới nói là có liền thấy chưa đây nè nhện đỏ nè mới nói là có liền luôn nãy giờ nghĩa là nắng mưa năm nay cái thời tiết năm nay á nó không phải như mọi năm nghĩa là nó nắng nắng xong rồi nó mưa mưa xong rồi nó nắng thì cái điều kiện đó là để cho những cái nhện đỏ nó gây hại đó nhện đỏ thì quý con nông dân của chúng ta khi mà xịt đó những cái dòng nhện đỏ trên thị trường á thì nó sẽ không có diệt được luôn cả cái cái nhện đỏ và cả cái ổ trứng nhưng mà đặc biệt thì bên bên nam thì nam thấy là trên nhà vườn hiện tại giờ là Sài xài cái sản phẩm đó là cái chai nhện đỏ 79 đó, là nó diệt luôn cả cái cái ấu cái ổ trứng của cái con nhện đỏ thì khi mà chúng ta xịt xong rồi nhiều nước nó nhiễu xuống dưới đất thì cái, cái ổ trứng này nó chết luôn nghĩa là ổ trứng của nhện đỏ hầu như nằm dưới đất nữa con thì cái dòng đời của cái trứng đó tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì nó nở ra bắt đầu nó lên cái cây của chúng ta nó sẽ gây hại tiếp bởi vì ra chúng ta lựa chọn những cái dòng như là diệt cả thành trùng và cả luôn cái ổ trứng thì nó sẽ hiệu quả rất là cao nó không tái đi tái lại như chẳng hạn là cái chai nhện đỏ 79 thì cái chai đó là gốc đó là chiên chị nhện đỏ nhện đỏ 79 nữa con thịt nước rất là ok đó, thì giờ chanh này thì tiến hành là giai đoạn này chuẩn bị là bắt đầu là làm mầm làm bông thôi năm kết thúc nữa con lá xanh đủ lá luôn chưa cây nè Đủ lá luôn, vàng lá như này nè Cây mà trước khi xử lý làm bông là nó phải xanh Nó phải xanh, đẹp như thế này Thì khi mà chúng ta xử lý làm bông Cây của chúng ta nó sẽ Cái khả năng nó mang trái rất là đạt Còn đối với trường hợp vườn chanh mà Mà nó bị vàng, vàng lá đi Hay còn gọi là gì, gì, Vàng lá thú gãy đó quý con Thì chúng ta xử lý làm bông thì nó sẽ Ra bông nó ra thì cũng rất là nhiều Thì à, bắt đầu là nó sẽ rụng rất là nhiều luôn Đó à chanh thì xử lý làm bông thì trước khi xử lý làm bông nó phải lá nó phải xanh đẹp như thế này nó đủ lực thì khi mà chúng ta xử lý làm bông thì nó mới ok đó thì nam quay thì để gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta về cái quy trình xử lý làm bông chanh thì quý con nông dân nào cần hỗ trợ kỹ thuật hay là cần sản phẩm thì cần mua sản phẩm thì nam sẽ giới thiệu qua đại lý để chúng ta mua cho đúng cái sản phẩm là như chẳng hạn quý con nông dân thấy nhận đỏ nè nhìn đỏ nè Đó thấy chưa? Ừ. Cái mùa này đúng ra là mưa Thì nhện đỏ nó rất là ít luôn Nhưng mà đặc biệt năm nay năm đó rồi Cái thời tiết năm nay nó rất là khắc nghiệt Nghĩa là mưa mưa nắng nắng là cái điều kiện Để cho cái con nhện đỏ nó sẽ gây hại rất là nhiều Đó gây hại thì nó làm như thế nào Biểu hiện của cái lá như thế nào Đây là cái biểu hiện của bị nhện đỏ nè Đây nè cái lá này nè Nó đánh bạc bạc luôn nè thấy chưa bạc cái lá luôn nè cái lá của chúng ta nó sẽ mắc đi cái dịp lục tố nè mắc luôn cái dịp lục tố kiểu này nè đó đây là cái biểu hiện của nhện đỏ nó gây hại nè thấy chưa ở à, quý con nông dân của chúng ta cựu chú ý dùm cho nam tại vì nhện đỏ mà đánh vô là mắc dịp lục của của cái lá cái lá chanh với hai nữa nếu mà trường hợp mà đánh mạnh quá nhiều quá đó cái số lượng mật độ nó nhiều quá đúng không thì nó làm cho cái cây của chúng ta nó sẽ không quan hợp được nuôi được cái cây thì dẫn đến là cây của chúng ta nó mất sức rất là mạnh luôn nghe quý con nhìn đỏ nó đánh với cái lá bạc luôn mà nè đó, đó là biểu hiện của cái lá nhìn đỏ nè nó gây hại nè Đó. thôi thì nam cũng kết thúc video tại đây cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam nha